Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2024. Tin Đức chào các bạn đồng tu. Tin Đức xin chia sẻ đến các bạn một bài kinh rất phổ thông và thực tế trong đời sống hiện tại. Đó là kinh nằm trong Tương Ưng Bộ chương 42. Bài kinh số 6, Người đất phương Tây hay người đã chết. Bài kinh này cũng thuộc nằm trong Tương Ưng Thôn Trưởng. Tương Ưng Thôn Trưởng này chỉ có một phẩm, nhưng phẩm này rất là dài, có nhiều mẩu chuyện liên quan đến các thôn trưởng lúc bấy giờ. Thì cũng trong chương này chúng ta đã cùng tìm hiểu nhau qua bài kinh số 13, Patali Khả Ý, với chủ đề về nghiệp xảy ra trong đời sống hiện tại khiến lòng người có sự nghi ngờ lời của bậc thánh dạy. Thì bài kinh hôm nay cũng có phần liên hệ về nghiệp và lời Thế Tôn dạy về nghiệp này như thế nào. Giữa cả chúng ta lắng nghe một vài đoạn kinh trước, kế đến Tịnh Đức sẽ từng tự chia sẻ cái nhận thức của mình. Kinh văn một một thời Thế Tôn trú ở Nà Lan Già tại rừng Pavaikamba. 2. Rồi thôn trưởng Asiben Hakaputa đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 3. Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputa bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn trú đất phương Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ, Sevala, nhờ nước được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ nhắc bổng và mang vị ấy ra ngoài, Viyapanti, kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào thiên giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này? Dạ, một Phật. Các bạn vừa nghe xong những đoạn kinh trên và ý kinh rất là đơn giản, các bạn cũng đã hiểu. Thì sau đây Tịnh Đức muốn trình bày đến các bạn vấn đề niềm tin vào tôn giáo. Thì từ xưa đến bây giờ rất là phức tạp, ngay trong cùng một tôn giáo cũng có sự sai biệt với nhau. Vấn đề này Tịnh Đức phải hết sức tế nhị để tránh khỏi những điều không tốt có thể xảy ra. Các bạn phải hiểu tôn giáo là gì. Thì các nhà thần học cho rằng tôn giáo là mối liên hệ giữa thần linh và con người. Có người cho là tôn giáo là niềm tin vào cái siêu nhiên, hay tôn giáo là sự sáng tạo của Thượng Đế. Thì đặc biệt trong mỗi tôn giáo có những biểu hiện và thay đổi quá trình diễn biến của lịch sử nhân loại. Hơn nữa, khi đến mỗi quốc gia lại có những thay đổi theo quá trình diễn biến của văn hóa, lịch sử ở nước, ở quốc gia đó. Và trong mỗi quốc gia lại có những văn hóa, phong tục
tập quán ở từng xứ sở địa phương khác nhau. Thì đối với người Việt, chúng ta cũng đã thấy nhiều sự khác biệt về Phật giáo tùy theo Nam, Trung, Bắc. Thì riêng Đạo Phật sự thật không phải là một tôn giáo, các bạn nên nhớ điều này, không phải là một tôn giáo. Nếu các bạn có biết qua những lời Thế Tôn dạy trong kinh Nikaya, và một điều khác biệt nữa, Thế Tôn là người có thật ở thế gian này. Đây là lời dạy của Thế Tôn, là lời dạy của Bậc Thánh. Những ai thực hành lời dạy này đều có kết quả như Thế Tôn đã thực hiện. Và Thế Tôn không ban tặng mỗi người tự mình là hại đạo. Những lời Thế Tôn dạy lúc bấy giờ người đời chưa có chữ viết và được các chư thánh tăng đọc tụng thuộc lòng. Sau khi bắt đầu có chữ viết thì được ghi chép lại trên lá buông, hình như là ở miền Tây gọi là lá cây thốt nốt. Thì trong cái giai đoạn đó thì Đạo Phật vài trăm năm sau có sự phân phối giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thì những lời Thế Tôn dạy được chư Thánh Tăng đọc tụng thuộc lòng và gìn giữ tới ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian sự phân phối đó thì Đạo Phật được đi may mắn tay được đi về Miến Điện, và sau đó một nhóm đi qua bên Tích Lan. Thì những lời của Thế Tôn dạy là sự thật. Đối với kinh Tạng Tạng Nikaya, đó là những lời chân thật được Thượng Tọa Bộ gìn giữ đọc tụng tới ngày hôm nay. Và nếu các bạn có theo dõi việc lịch sử về kinh Tạng thì các bạn sẽ thấy được những cái phần đáng tin cậy đó. Vì thế Đạo Phật không phải là một tôn giáo, không phải là giáo điều. Trở lại câu chuyện trong bài kinh này, các bạn không lấy làm lạ. Từ xưa đã có người chủ trương và tin vào nước thanh tịnh hay chú tịch, từ những pháp chư tiếp dẫn người chết sẽ về thiên giới. Như trong bài kinh này diễn nói, không phải chỉ là một cái niềm tin như vậy mà còn rất nhiều chủ thuyết khác nhau, và ngày nay vẫn còn ở khắp nơi. Đây là hình thức tôn giáo. Những điều này là hình thức tôn giáo. Đạo Phật thì không dựa trên những cái niềm tin và những cái chủ thuyết không có thể giải thích được. Thì nhân viên ở đây, thông trưởng, thưa hỏi Thế Tôn:
Người ở phương Tây thì có cái phương pháp là dùng những chú thực nước, những phương pháp như vậy để đưa người chết về thiên giới. Còn Thế Tôn là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thế giới này sau khi thân ngoại bên chung được sanh về thiên túc thiên giới, coi ra đây. Câu hỏi này riêng Tịnh Đức biết rằng Thế Tôn làm rất nhiều lợi ích cho thế giới này. Đương nhiên có thể đưa chúng sanh về thiên giới hay cõi đời này. Nhưng cho những ai còn sống và thực hành những lời dạy của Thế Tôn, đặc biệt những người ấy có thể tự đưa mình về thiên giới hay cõi đời này. Thì tuy nhiên đối với người đã chết thì chúng ta hãy xem Thế Tôn dạy như thế nào. Chúng ta hãy lắng nghe những đoạn kinh kế tiếp. Kinh văn 4. Vậy, này thôn trưởng, ở đây ta sẽ hỏi ông. Nếu ông khâm nhẫn hãy trả lời. 5. Này thôn trưởng, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng, mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thưa không, bạch Thế Tôn. 6. Ví như, này thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng, hãy đứng lên, tảng đá lớn. Hãy nổi lên, tảng đá lớn. Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng, mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nhưng người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 7. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ở đây, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng, mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không, thưa không, bạch Thế Tôn. 8. Ví như, này thôn trưởng,
có người nhận chìm một ghẹ sữa đông, sapi, hay một ghẹ dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghẹ ấy. Ở đây, ghẹ ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói, hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói, mong rằng người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 9. Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibanhakaputa bạch Thế Tôn. Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn. Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Dạ, mô Phật. Các bạn vừa nghe xong phần đọc kinh trên, Thịnh Đức sẽ nói lên ý kiến như thế này. Thì thứ nhất, và ý kinh nêu lên rõ ràng giữa thiện và bất thiện pháp, cũng như đưa đến quả sau khi chết như thế nào. Thì người sát sanh, Thịnh Đức đây cũng ôn lại cho các bạn nhớ về điều thiện và bất thiện như thế nào. Thì đối với người sát sanh lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiếm. Những người đây là những người hành 10 bất thiện pháp, gồm có 3 thân, 4 khẩu và 3 ý. Thì những người này đương nhiên khi từ bỏ thân mạng, sanh vào đọa xứ. Những người này thì theo ý kinh diễn giải ví như là tảng đá hay cái ghe bằng sành bị lập bể, và những mảnh này khi vỡ thì sẽ bị chìm sâu dưới nước. Ngược lại, người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ lời nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ lời nói phù phiếm, không có tham, không có sân hận, có chánh tri kiến. Thì những người này là những người hành 10 điều thiện, thì có 3 thân, 4 khẩu và 3 ý. Thì đương nhiên những người này sau khi bỏ thân mạng sẽ được sanh về thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thì những người này được ví như là sữa đông hay là dầu, thì đương nhiên
sẽ nổi trên mặt nước. Vấn đề vật lý như thế này đương nhiên là như vậy. Vật nặng như sành hay đá thì chìm sâu dưới nước, sữa dầu thì nổi lên trên mặt nước. Không có một sự linh thiêng hay chú thực hay một đấng linh thiêng nào làm ngược lại chuyện ấy. Các bạn ngày hôm nay đã nhận thấy rõ điều này. Còn chuyện thế gian ở đây, Tịnh Đức cũng xin các bạn lưu ý rằng do có những chuyện xảy ra trong đời sống như vậy, có những người làm nhiều điều bất thiện ngay trong hiện tại, họ làm khổ người khác, nhưng mà đời sống của họ vẫn an vui hạnh phúc và cũng gặp nhiều may mắn. Ngược lại, có những người hiền lương làm nhiều phước báo giúp người, nhưng luôn luôn nhận lấy điều không may mắn cho họ. Sự việc là như vậy thì nó như thế này, nhân quả không dễ gì mà thấy, thì nhân quả chưa đúng lúc không thể phát sinh như người đời có thể biết được. Nhưng chung quy có điều chắc chắn, nhân thiện sẽ nhận lấy quả thiện, nhân bất thiện sẽ nhận lấy quả bất thiện. Nhân quả có thể xảy ra trong hiện tại, có thể xảy ra trong tương lai hiện tại, và cũng có thể xảy ra sau khi thác. Vì vậy, chúng ta không nhận biết được. Chỉ có Thế Tôn, Ngài là bậc có trí tuệ tâm minh, Ngài có thể biết điều đó. Như các bạn nào có nghe qua phần bài kinh số 3, Patali Khả Ý, cũng cùng chương 42 này, chương thôn trưởng. Nếu bạn nào chưa có nghe qua, hãy vào channel của Tịnh Đức, cũng trên YouTube mà xem, để rõ cái tiến trình nhân quả nó như thế nào. Thì trở lại lý do như vậy, ngày nay cũng có nhiều người rất hoang mang việc tu hành hay làm phước báo, cho nên họ tin vào sự linh ứng của thần linh hay đấng thiêng liêng cao cả nào đó. Cũng có thể là lý do phong tục tập quán, khi có người thân chết phải làm những cái phong tục tập quán như vậy. Thứ nhất là làm cho người chung quanh nghĩ rằng gia đình này có phước khi người thân chết có nhiều người đến và làm lễ tang lễ long trọng như vậy. Một lý do nữa là nơi các sư thầy cũng muốn làm những điều này để thứ nhất là an tâm, làm cho cái gia đình tang chủ được cảm thấy an ủi ấm áp, và một điều kế tiếp là cũng tạo những cái nhân duyên, như một thất, hai thất, ba thất, bảy thất, một năm, vân vân, để cho người thân đến gần giáo pháp mà có điều kiện nghe pháp, tu tập để thực hành điều thiện. Thì đây cũng là cái cách hóa độ người sống chứ không phải cứu độ người đã chết. Các bạn nên biết là đọc tụng những cái điều được
các vị thầy sinh tán ra, đó là những người đời sau làm ra cho Thế Tôn không có dạy những cái điều đó. Cho nên mục đích của Thế Tôn, giáo pháp của Thế Tôn là không có thể cứu độ người đã chết. Cái người đã chết thì đi theo cái hành nghiệp của con vị đó, tùy theo sát na tử, cái thú tướng người đã thấy như thế nào thì đầu thai vào cái cảnh giới tương ứng đó. Tịnh Đức cũng trình bày những điều này một cách rất là đơn giản, hầu giúp cho các bạn nên biết những điều nên làm thì làm, việc không đáng làm thì không nên làm, chỉ phí của và phí sức, các bạn nên hiểu dùm. Thì tóm lại, sự lựa chọn cho mình, tôn giáo nào cũng lấy thiện pháp và khuyến khích con các tín đồ của mình thực hành những cái điều thiện lành, đó là nền tảng căn bản. Mỗi tôn giáo nào cũng có những phương pháp thực hành tông chỉ khác nhau, nhưng cái dạy những tín đồ là phải làm những điều thiện căn bản là như vậy. Còn việc tang lễ thì có những cái nghi thức khác biệt nhau, cũng chung quy là như vậy. Thì qua lời dạy bài kinh này, chúng ta nên có sự chú ý việc cần phải làm khi còn sống, phải thực hiện điều lành, không quên có lòng từ chia sẻ những khổ đau những người khác, không nên xem thường người khác. Những điều kiện này, đây là dịp tốt mình có thể thực hiện những cái thiện pháp để cho mình có thấy được đời sống, kết quả ngay hiện tại là sự an vui hạnh phúc, và sau khi chết cũng có thể sanh về thiện thú, không phải lo lắng cầu xin ai cả. Còn đối với những ai nghĩ rằng chỉ nghĩ riêng mình, làm sao mình sống an vui hạnh phúc mặc kệ cho kẻ khác đang bị khổ đau, dù rằng những người này có thể làm hay gây những cái khổ đau cho người chung quanh, nhưng rồi đến khi già bệnh thì hối hận đã muộn. Tại sao mình không làm những cái điều phước thiện ấy? Rồi lại bây giờ các sư thầy có thể siêu độ mình hay không? Câu trả lời thưa không, các sư thầy không có thể cầu an cho ai, huống chi là cầu siêu độ cho người đã chết. Ngay bản thân của các sư thầy cũng phải làm theo thiện pháp. Thiện pháp là pháp siêu độ. Thiện pháp là pháp siêu độ. Bây giờ chúng ta trở lại bản kinh trên. Tôn trưởng sau khi nghe lời dạy của bậc đạo sư, tôn trưởng đã thấy rõ thiện pháp là pháp siêu độ, không do cầu sinh ai, giàu cho cầu sinh chắc cũng không có
ai làm được. Và sau cùng thông trưởng quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo, là thông trưởng trở thành một cư sĩ cho đến mạng chung. Thì trên đây, đây là một bài kinh rất là đơn giản, lý do Tịnh Đức chia sẻ đến các bạn là vì cái vấn đề này xảy ra rất nhiều ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta. Có người nghĩ rằng mình cứ việc an vui, tu hưởng tất cả, muốn làm những điều gì thì mình làm cho thỏa mãn. Để rồi khi mình thác, có những người thân, có những vị sư thầy sẽ giúp mình thoát khỏi những cái cảnh khổ. Các bạn nên nhớ rằng không có đâu các bạn. Không có đâu các bạn. Cũng có một số người cho rằng chết là hết. Chết là hết. Nhưng mà tới khi mình nằm hấp hối trên giường bệnh, lúc lâm sàng, cái nghiệp thức, những chuyện gì mình làm trong quá khứ không có thể buông bỏ được. Mình đang sống như thế này, tâm ý mình như thế nào thì lúc hấp hối trên giường bệnh có những cái điều mà mình không có thể buông bỏ được, nó lại lôi kéo mình đi vào những cái thú tướng, rồi mình thấy sợ chết. Thì lúc đó mình thấy đã trễ rồi. Cho nên Tịnh Đức muốn đưa bài kinh này lên để có dịp nhắc nhở đến những bạn mới làm quen Phật Pháp để thấy được cái điều quan trọng ngay trong cuộc sống. Mình phải cố gắng, ít nhất ra mình cũng phải là một con người đầy đủ trách nhiệm trong gia đình của mình. Đừng làm khổ những người xung quanh. Thì Tịnh Đức xin dừng lại. Chúc các bạn luôn luôn có sức khỏe, sống an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.